nhưng mà thì không có cặn màu đen thì đấy là cơ xương, còn nước mà nó vàng sẫm mà không có cặn thì đấy là gì, là sắc tố mật. Ở nữ thì nó ra âm đạo, âm đạo từ các âm đạo trẻ con mà khó, các em nhìn rất nhiều em tức là bạc dương lá và đưa không vào cái dạng kiểu của đạo, cái điều đạo bị âm vật nó chùm lên trong một cái mình, nếu không bị sinh rồi thì con gái là vào thông vừa. Tại sao nó đưa âm đạo vì âm đạo của nữ nó gần trực tràng hơn đúng không? Có một cái trường hợp ít gặp hơn là dị tật nhưng vẫn có độ môn. Đấy như tôi nói đấy, thì có hai cái trường hợp. Một là gì? Nó gọi là teo trực tràng. Tức là trường hợp mà có độ hôn thì chỉ có hai loại. Một là gì? Là teo trực tràng, thì em thấy nhìn bên ngoài độ hôn bình thường, nhưng đưa cái sông vào chỉ 2 cm thì hết và không có phân su ra. Thế còn trường hợp hẹp có hôn trực tràng hoặc hẹp có hôn không, thì như tôi nói thường thì khi nó ăn sang bắt đầu nó yểm đặc, nó yểm khó thì thường nó có thể được ra. Thế em nhìn một cái không có độ hôn. Đây là cái hình ảnh thì một trực tràng ở trên ở nữ, cái số 1 là cái bình thường, được không? Cái thứ hai là gì em? Teo hậu môn, đúng không? Teo hậu môn hoặc teo một trực tràng của người ta vẽ này cũng biết là nó dài hay ngắn, tức là cứ cho theo hậu môn đi. Cái thứ ba là gì em? Có đường dò ra trước, đúng không? Cái thứ tư là gì em? Dò của ông đạo. Cái thứ năm là cò đổ nhớt, tức là như thời kỳ hoang sơ sơ sinh ban đầu ấy, bào thai ban đầu ấy, tức là cả niệu đạo, cả âm đạo và cả trực tràng đổ chung vào một lỗ gọi là cò đổ nhớt. Thì đấy là ở nữ. Ở dưới ở nam là gì? Một là bình thường này, hai là teo này, thứ ba là dò ra tầng sinh môn rồi trước đấy, cái thứ tư là dò đâu em? Dò niệu đạo. Cái thứ năm là dò bằng quang. Dò bằng quang thì hiếm gặp, đa số dò là niệu đạo. Thứ hai là chỉ nó dựa vào một cái lâm sàng, hai cái lâm sàng. Nhưng cái lâm sàng thì chụp cũng chuẩn bị đấy, thì cái chụp ở đây là nó khác với những cái chụp của những bệnh nhân bị teo ruột hoặc là tắc tay chàng vân vân. Thì mục đích ở đây chụp là tìm cái cùng trực tràng. Thì có thể là gì? Bao giờ thì hơi thì nó ở trên cao, đúng không? Dịch thì nó đọng xuống thấp. Thế ví dụ mình chụp tư thế đứng thì cao nhất ở đường tiêu hóa sẽ là gì? Hơi ở cái vùng phình vị lớn dạ dày, đúng không? Thế thì thấp nhất sẽ là gì? Sẽ là trực tràng. Thế bên muốn để hơi xuống trực tràng thì phải chụp gì? Lộn ngược, tức là đầu thấp ít cao, đúng không? Thế thì các em thấy là bình thường là sau rồi trong thời kỳ bào thai thì trong ngực không có hơi mà chỉ có phân su thôi. Thì khi đẻ ra nó mới khóc, nó mới nuốt hơi vào, thì hơi đến dạ dày rồi dần dần xuống được non luôn, cuối cùng xuống trực tràng. Thì trung bình sau 6-8 tiếng thì hơi đến trực tràng. Nếu chụp sớm quá thì chưa hơi trực tràng. Thế các em biết là gì? Nếu mà chụp 8 tiếng chụp thì cũng được, nhưng mà không rõ mấy. Tốt nhất là chúng tôi là kinh nghiệm là chụp khoảng 2:20 là đẹp nhất. Nếu chụp muộn quá thì nó tắc ruột, muộn nó có thể nôn vào phổi vân, để vỡ ruột vân. Nhưng chụp sớm quá thì nó chưa đen. Thế tôi là trung bình chụp khoảng 20 tiếng. Trước khi chụp thì người ta đánh dấu một cái mẫu kim loại, tức là chì hoặc nhôm, tức là chiếc phải cái trái ấy, dán vào vết tích của bồn và chụp tư thế đầu thấp ít cao. Trước đây chúng tôi chụp là đẹp nhất là gì?
sách bệnh nhân lộn ngược lên, lộn ngược xuống, tức là đầu thấp và chân lộn ngược hẳn xuống, xong một chân co chân duỗi. Thế bây giờ thì người ta cho rằng nếu mà lộn như thế có thể nhớ chẳng may nó rơi thì nó chỗ đầu xuống có thể nó nguy hiểm. Thực ra cũng chưa ai chỗ bao giờ, nhưng mà bây giờ để an toàn là chụp như thế là để nằm chỗ mông, tức là đầu thấp kích cao, như thế thì nó không đẹp bằng nhưng là an toàn hơn. Thì sau khi chụp thì có thể đánh giá kết quả để làm sao để biết đây là thể thấp hay thể cao hay thể trung gian, để người ta tìm cái phương pháp và cái đường mổ cho thích hợp. Thế thì có hai cách. Một, đây nó dựa vào cái này, tức là lấy xương mu, xương cụt và u mồi, nó nối ba cái đường đấy với nhau. Thế nếu cái bóng hơi trực tràng mà nó nằm thì trên đường mu cụt thì là để gọi là cao, mà nằm trong tam giác thì là trung gian và dưới thì là thấp. Thì đây là về mặt lý thuyết, nhưng trong thực tế cái phim chụp này không thể thấy được đâu là xương đây, đâu là xương cụt ngồi, đâu là xương mu, đâu là xương cụt. Cùng lắm em thấy được xương cụt, đúng không? Bởi vì nó chồng lên nhau. Và cái thứ hai là xương của trẻ con nó cốt hóa ít, cho nên cận quang ít, nó rất khó thấy. Thì cho nên là chủ yếu người ta đọc, nó dựa vào cái gì, cái vết tích đánh dấu, tức là cái vết tiêu môn người ta đánh dấu ở đấy, và cái cuối cùng trực tràng. Thế thì để đo kích thước đấy thì ta phải chụp làm sao cho cái người cái phim nó bằng cái người thật thì đo nó chính xác, đúng không? Thì muốn người mới bằng phim thật thì gọi chụp tê lê, tức là cái tia nó phải đi song song, tức là cái người với cái bóng cách nhau được khoảng mét rưỡi thì nó làm nhau được. Cho nên nếu các em chụp một cái phim viết được số giống như cái bàn tay thì lại không ám nó, không chính xác được. Thế thì tôi lấy 2 cm để làm chuẩn. Nếu mà từ cái khoảng cách cuối cùng đến cái người ấy với cái vết tích cộng một, tôi đánh dấu một cái kim loại, nếu mà bằng 2 cm gọi là trung gian, trên 2 cm thì là thể cao và dưới 2 cm thì là thể thấp. Thế đây là chụp lộn ngược này, đây là chụp nằm đầu thấp kích cao. Đấy, đầu thấp kích cao thì mình thấy cái khoảng cách đấy, như cái này ở trong này là cao này, thì cái này trong này là trung gian này, cái này là thấp này. Thế kia là phải đo để chính xác người để bằng phim trên này chúng tôi ước được như thế nhé. Thế thì có một cái cách nữa để chẩn đoán là chụp có bông thức bản quang và cái cùng trực tràng. Thì trước đây người ta có thể qua vết tích cầu môn, người ta chọc cái kim để bơm thuốc cận quang vào cái vùng trực tràng, nhưng bây giờ ít làm bởi vì là làm như thế rất nguy hiểm, có thể chọc nó không trúng, nó chọc nó vào cái chảy máu vân vân. Thì bây giờ những cái trường hợp mà không có ống môn thì ta chụp lộn ngược, không bơm nữa. Còn trường hợp mà có lỗ giò hoặc bệnh nhân mổ xong rồi mà đến có bệnh nhân tạng thì ta sẽ bơm thuốc cận quang qua lỗ giò hoặc bơm qua bệnh nhân tạng và người ta đánh dấu cái kim vật vào quang vào cái môn đấy. Và khi chụp cận quang phải chụp cái gì em tư thế thì đầu cao đi thấp, đúng không? Tư thế đứng là gì, là nghiêng đây. Cái này là bơm qua lỗ giò này, rút ống cái rồi, cái này là bơm qua nhân tạng. Bởi vì là khi người ta mổ thì có khi làm nhân tạng, có nhân tạng từ đỉnh nào nó chuyển đến thì mình biết là thấp hay cao thì mình bơm thuốc vào cái đầu dưới để mình chụp. Một cái phần nữa là diễn biến và biến chứng, tức là nếu không mổ thì sẽ sao. Một đấy, ở trẻ con nó rất dễ nôn và cũng nó chứa nó nôn vào phổi nhá, bởi vì là cái ngã tư đường thở và đường tiêu hóa của trẻ con là nó chưa hoàn chỉnh, nó rất dễ nôn, nó tràn được vào phổi. Nếu nặng thì có thể sặc chết, nếu nhẹ hơn thì có thể xuống. Em thấy rất nhiều bệnh nhân, kể người lớn đấy, sẽ có sổ não hoặc là mổ cái gì đấy gần tình cho ăn, ăn sặc một cổ chết, người lớn chết không thể con. Thứ hai là tắc ruột, nếu để muộn quá thì có thể gì, vỡ ruột thì chết. Nhưng mà cái trường hợp này thì nó khó, vì là tắc thấp nó cũng rất lâu không chết được. Thứ ba là trường hẹp bộ môn, nếu không được nong thì sẽ tình giãn này chẳng cứ phát, hẹp trên thì sẽ gì, nó sẽ giãn được, hẹp dưới sẽ giãn được trên, giãn chẳng cứ phát. Cái câu này nếu mà thi thì các em vẫn phải thi câu này. Phân loại quốc tế thì có nhiều cách phân loại, nhưng cái phân loại dễ hiểu nhất là phân loại ở Mỹ năm 1966 nhé. Thì các em thấy là chia làm 4 loại. Loại cao, tôi lấy một ví dụ, teo ôn trực tràng là ví nhất nhé.
Rồi sao? Vì là ống bộ môn là 2 cm đúng không? Chỉ chàng mấy cm cộng vào chắc chắn phải hơn 2 cm, và chắc chắn là cao rồi. Loại trung gian thì các em thấy gì? Các em thấy gì? Giò trực tràng, có theo hồi tràng và có giò trực tràng với tiền đình nữ. Em lấy một video tôi học của máy móc rồi. Tiền đình ở nữ là tức là gì? Tức là cái khoảng giữa chân hai môi lớn và màng trinh, tức là ấm đạo ấy, thì gọi là gì? Tiền đình. Nó chỉ gọi trong cái bài này. Cái loại thấp thì em lấy một ví dụ là hormone nắp. Hormone nắp tức là gì? Hormone bị kín bởi một nắp da. Một nắp da thì chỉ mấy mm thôi, đúng không? Thì được 20 mm thì là thấp rồi. Và loại hiếm gặp thì chỉ có một cái ở nữ là còn đủ nhớt. Thì nếu làm đáp án thì ghi là mỗi thứ lấy một ví dụ nhé. Ví dụ như điều trị. Nhanh quá không? Thế mục đích điều trị đầu tiên là gì em? Để cứu sống bệnh nhân. Thì đây là bệnh tắc ruột. Đấy, như nếu không điều trị thì cũng nó chướm này, có thể nó nôn vào phổi, có thể nó vỡ ruột vân vân. Cho nên bắt buộc là phải đầu tiên là cứu sống bệnh nhân bằng cách nào? Bằng cách làm cho gì? Nó hết tắc ruột. Đúng không? Thứ hai là gì? Mục đích thứ hai là mục đích về giải phẫu, tức là mình tạo hormone về vị trí bình thường, tức là đúng cái vết tích của nó. Và thứ ba là đảm bảo chức năng đại tiện, tức là gì? Ỉa thì theo ý muốn nhá. Và gì? Ỉa thì khôn, ỉa theo ý muốn, tức là tự chủ đấy. Chỉ định các em thấy là nếu trường hợp mà họ muốn bị kín mà không có lỗ giò, tức là tắc hoàn toàn, thì bắt buộc phải cứu nhá. Nên phải qua 2-3 tiếng là phải mổ, chứ để quá thì nó nôn vào phổi, nó vỡ ruột thì chết. Có trường hợp mà bị kín mà lại có giò, ít nhiều nó được phát rồi thì có thể trì hoãn, nhất là trong trường hợp mà lỗ giò mà giò ra ngoài, không phải giò nhiều đạm, không phải giò ấm đạm, thì có thể thì nong lỗ giò. Có trường hợp các em ạ, tức là nó ỉa nó tự nong một cái lỗ giò nó ở đường sinh môn thì cũng không biết đâu, có khi nó 2-3 tuổi thì con ỉa con nó nhỏ bắt đầu nó đi khám, người ta cứ tưởng đấy là lỗ môn không biết, rồi có thể đến 2-3 tuổi thì kêu con đi khám. Còn trường hợp hẹp có bộ môn mà nong, đại đa số nong là tốt, nếu nong không được thì phải mổ cắt cái đoạn hẹp để đối cái đại tràng sigma phía trên với bộ môn. Phương pháp mổ em chỉ biết này, trước đây người ta chia làm thì cao thấp và trung gian, tức là cao mổ một kiểu, thấp mổ một kiểu, còn trung gian tức là nó lại giữa, thì có người thích mổ theo loại này, người thích mổ loại kia, và trung gian đấy. Nhưng người thường trung gian người ta mổ như là cao nhá, trung gian là cao mổ. Thế thì khi dị tật mà cái bóng trực tràng cách từ 2 cm trở lên, tức là không thể mổ được đích được, và muốn mổ thì mở bụng hoặc đi đường sau xương cùng nằm sấp thì mới mổ được, thì đấy là cái phẫu thuật rất lớn, rất nặng. Cái này tốt nhất là trong trường hợp mà dị tật cao trung gian thì làm mổ nhân tạo sau đẻ trước. Thì mổ nhân tạo sau đẻ thì người ta cũng làm ở 2 nơi nhá. Trước đây thì hay làm cái đại tràng sigma ở cái chỗ mà thấp nhất, thì sau này tôi mổ thì người ta cắt bỏ cái đoạn đấy luôn, tôi nối luôn thì đỡ phải ổ đóng ổ nhân tạo. Nhưng mà mổ như thế thì nó sẽ dính, nên là tốt nhất là làm đại tràng ngang góc gan, thì sau đây người ta mổ người ta hạ bóng trực tràng không bị dính được gì. Bao giờ nó dính nhưng nó liền tốt, thì tốt thì bắt đầu nong thế rộng tốt thì nó đóng nhân tạo, tức là phải mổ 3 lần. Thì một là ổ nhân tạo này, thì hai là gì, hạ bóng trực tràng, và thì ba là ổ nhân tạo. Còn đối với dị tật thấp, tức là cái bóng tràng ngay đấy thì có thể gây tê tại chỗ hoặc gây mê, bổ một thì tức là rạch cái vết tích của môn ra, và qua cái đấy thì bóc tách để kéo được cái bóng tràng xuống mà không phải mổ bụng, bổ một thì. Thế trường hợp teo trực tràng như tôi nói nong không được thì người ta gì, người ta cắt cái đoạn teo đoạn hẹp đi, đoạn teo trực tràng đoạn hẹp cũng như nhau thôi, cắt một đoạn hẹp, cắt một đoạn teo, đoạn đối đằng trên với đoạn ống môn thật. Còn trường hợp mà còn đổ nhớt thì đây là một trường hợp mổ rất nhiều thì rất phức tạp. Sau mổ thì tất cả những bạn sơ sinh em biết là trước mổ và sau mổ em biết như nhau nhé,
Thôi bộ đầu tiên ngủ ấm. Tại sao ngủ ấm về trẻ con là gì? Trẻ sơ sinh nó tụt nhiệt độ thì nặng hơn là tăng nhiệt độ. Tụt được 34-35 độ là chết. Một sốt khoảng 40-40 độ nó cũng không chết, nhưng mà một chiều là chết. Cho kháng sinh, truyền dịch. Truyền dịch với cái liều lượng là gì kia? 100ml trên 1kg phân nặng 1 giờ. Và thường là truyền 4 ngọt 1 mặn. Thế là bị đưa 3 cân thì truyền 300, thì 2 cân tư truyền 240ml. Phát hiện biến chứng. Những biến chứng ở đây này, biến chứng sớm nhất sau mổ thì kia? Siêu hấp. Có nhiều lần tôi mổ xong, vừa mổ xong bệnh nhân vừa ở nhà mổ vừa bảo là tôi hùng mổ mắt tay đã nhân tỉnh rồi, cho về khoa luôn, chết được cho về khoa thì được cả chết. Hoặc vừa bệnh nhân là mổ xong chuyển sang viện C để thở máy, chết được chuyển sang chết, trẻ con rất dễ chết được siêu hấp. Thứ hai là biến chứng về mổ đường tiêu hóa, biến chứng sớm thì nghe chảy máu, những bao giờ chảy máu trong 24 giờ đầu. Biến chứng muộn là gì nghe? Bụng chỗ khâu đường tiêu hóa bị mình khâu nối ruột hoặc bị khâu nhân nối bụng chưa được. Sau mổ độ 2 tuần thì hiện nhân đến nong hậu môn. Bởi nếu không nong, nó hẹp, nó sẽ gây ra đại tràng thứ phát. Sau mổ cái bệnh này có 2 di chứng hẹp nhé. Di chứng thứ nhất là gì em? Hẹp ống hậu môn gây ra đại tràng thứ phát do gì? Do không nong. Và di chứng thứ hai là ỉa không tự chủ. Thì có 2 nguyên nhân, nguyên nhất là do gì? Do bạn vì nó là dị tật chứ có thể là cái gì, nó cái cơ thể nó yếu, bản thân nó đã không tốt rồi, yếu. Hoặc là do mình khi mình phẫu thuật mình làm thương tổn hiểu không tự chủ. Đây là bài gì dưới một thị tràng. Thì cái bài này các em có 3 câu hỏi: một là chẩn đoán, hai là phân loại quốc tế, ba là điều trị. Em nghĩ là sao em học học vượt nhé. Không hiểu.